Hi everyone, here is Lina, and today I will show you how to make sweet rice roll with mung bean filling. Today, bong paon mat phe tang ok nia, khnyom Lina, thai ne khnyom nang bang hang bong paon tang ok nia, pi robiep thua nom tuk chek. Here are the ingredients that we need. We need sweet rice flour. Ni khi chia krung sam da yeung trau ka, yeung trau ka angko damnap. Tapioca starch, masao cha, sugar, score salt, water, tuk, vegetable oil, brain, rưu mùi gò khlánh, coconut milk, tí đống, and the mung bean filling. You can check out my other video, how I make the mung bean filling. This mung bean filling, just like the moon cake filling, you can check out my moon cake video. I show you how to make the mung bean filling in there. Nǐ kī jiē snow sǎn dài. Snow sǎn dài nǐ bǒng bǒn a chài mè video khñom lèk mún. Khñom miān bǎng hāng pì ròbiēb thuè snow sǎn dài. Rū muī gǒ nèi khnōng video dài khñom thuè nōm lòk hāi snow sǎn dài gǒ khñom miān bǎng hāng pì ròbiēb thuè snow sǎn dài dài. I will show you how to make the sweet rice roll. Nhóm nâng bằng hàng pi đọc biệp thuở nôm tập chế. We need 1½ cup of sweet rice flour or glutinous rice flour. Dương trời ca mà sao đồng náu, mùi khắp còn lá. ½ cup of tapioca starch, mà sao chá cả lá khắp. ½ cup of sugar, score salt, glass cup. ¼ teaspoon of salt, umble, muối phía bún, slap rìa cà phê. We make all the dry ingredients together. Dương cô cực xong sụt sụt tặng ổn nắng chôl khỉa máu. 1½ cup of water, tức muối cup cần lá. We add little by a time and keep mixing it. Dương đặt tật mà đo một tích á, hay dương cô vì cô mà sao. We need a quarter cup of coconut milk. Dương trâu cá khí đốn 1/4 cup. ½ tablespoon of vegetable oil. Khlánh rưu mùi gò prên chá, pi slap rìa bái. Mix it well. Dương cô cơm sọp tặng ổn nắng chô khní ở sọp lọ ná. For this point, if you have the banana extract, you can add 1 to 2 drop of banana extract. Bè dương cô về cho sọm chân hái, bà xin chị dương miền tật chê chứ. Tật chê chungui chungui dương xâm rạp đạ bằng ám. Dương miền tật chê nắng, dương tọ về cho mà tà nọ tí, nắng về chungui lỗ. Vì bình bếch á, nhưng mà lệch về khá sửa cô về. Vì thu phu là chắc, take some out. Easy to mix it, and after everything is mixed, we put this to steam. We steam this on medium high heat about 20 minutes or until it all firm with no more running butter. Dương chấm hôi vía, dương đã chấm hôi vía và hai chia mà phay này tí. Rồi môi gò to tạo vía chấn, vía lên miền tật tật á. Mà sao vía làng cột tầng ó vía chấn. Mix it until it has no lump in there. Dương cô bia tỏ lên miên mà sao crop crop á. We bring some water to rolling boil. And after the water is start to boil, we put the butter to steam about 20 minutes. Dương đã đam tật không chân năng nâng ngày phút chân mắn á. Bê tật phú hái, dương đã bia chùm hôi mà phê nè tì đó.
steam the butter about 20 minutes. Đi nhóm đã về chấm hơi và hai chia một phần tí thôi nhé. So you have to check it. We use some stick, cook it. It all firm. It mean it cook. Dừng vô chờ chạm tới nè. Bởi vì răng á, mà xài vì làm cột ở hai là nâng vị trí này. No more running butter. It mean it already cook. Vì mình nấu tật tật á. Mà sao là cột ở hai vị trí này. We can turn the heat off. Dừng ạc bật lượng bàn ấy. And allow it to cool down about 10 to 15 minutes. Hay dân tục viên là nâng á, ao về tự chạy hai chị đọc từ đọc ra một tí xin á. Here is how we prepare the mung bean filling. Here the mung bean paste that we already make. Nếu dân riêng snow sợ đại nhà hai á. Sợ đại ní, nhầm đam chân hai dân đạo việc cô cho mỗi score hay cho mỗi bờ tích hai á. Snow sợ đại ní chân hai. Now we got the filling ready. Yeah, first snow we have here. After 10 to 15 minutes, it cool down to be touched. We take it out. But to be doctor, the pram the tea with the jet, my young eye, pastor, we are a little high, young yoga chain. Now we need a ziplock bag. Dân trời cả thòng xịt lọt mùi chân mắn. We put it in the ziplock bag. Dân đã với chỗ được nông thòng xịt lọt bẹt chứ. And we knead the dough about 1 to 2 minutes or until it's smooth. Hai dân nhi vía, đội dân nhi mà sao với nó lại nhá. Dân nhi vía và hai mani tí tí á. To tàu vía lộn sạch mà sao đang lỗ. After we knead it about 1 to 2 minutes, the dough become really nice and smooth. Và to bì dân nhi vía. Ban môi để tì pi hay vì lộn sạch mà sao lỡ ấy nè. And we gonna roll it flat. Hay dân cần vì sạch. We put some clean glove on. Dân tẹt xong đây sạch nữa. We cut the bag open. Dân cắt thong. Here is the filling that we already prepared. Hai ní snow sợ đại để dân riệp cho môn nâng á. We place the filling on and we roll it. Dân đặt snow sợ đại. Nếu lơ mà sao nâng hái thì dân chạp đào mà rung vía nó. We toast some tapioca starch on medium high heat about 5 to 6 minutes. And we gonna use it later. Dân đã linh mà sao chá, đã linh nó lơ cái tè hành chấn, lơn cái đau mà chúng và hai chế pram vào mùi này tì tớ. Vì chân này, hai dân trâu ca nè, à mà sao chá ní, liệp nó lơ nùng, tí tiết dân trâu ca vì vậy.
We put some vegetable oil on the knife. Yung đã bring sđai tịt nư lơ cơ bật chưng mà na. We add sđai cơ bật. And we cut it about 2 inches long. Hay yung cắt vía ប្រហែលជា8 inches. Here is the tapioca starch that we already toast. នេះគឺជាម្សៅឆាដែលយើងលីងឆ្អិន. We use some toast tapioca starch to roll it. យើងយកម្សៅឆាយើងប្រើម្សៅឆាដែលយើងលីងឆ្អិនហ្នឹងណាយកមកលាបលាបវាអញ្ចឹងណាពេលយើងដាក់នៅក្នុងរៀបវានៅក្នុងចានទៅវាអត់ស្អិតជាប់គ្នានំទឹកចេកខ្ញុំធ្វើហើយហើយហើយអរគុណដែលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំជម្រាបលា The sweet rice roll is done and thank you for watching bye bye